gia yếu, thất nghiệp. Ngày 16 tháng 1, Tu đưa tin cách đây không lâu phóng viên Hong Kong chụp được ảnh mèo béo trịnh tác sĩ xuất hiện trên phố. Tuy nhiên, nam diễn viên có sức khỏe không tốt, ngoại hình thay đổi khó nhận ra. Theo Tu ngoại hình của tài tử TVB gầy gò hơn, dáng đi mệt nhọc, hốc mắt trũng sâu, mái tóc và lông mày đều đã bạc trắng. Truyền thông xứ cảng thơm cho biết trịnh tác sĩ bị bệnh tiểu đường, thừa cân dẫn đến thể trạng ngày một suy yếu. Để cải thiện tình hình sức khỏe. Đầu năm 2019 nam diễn viên đã phải giảm gần 15 kg cũng như áp dụng chế độ ăn kiêng, tập luyện thể thao nhiều năm qua. Tháng 9 năm 2019, anh bị bắt gặp đi chơi bowling cùng gia đình ở trung tâm thương mại. Khi đó, khuôn mặt ông tươi cười nhưng trông vẫn mệt mỏi, không chỉ chịu cảnh bệnh tật. Sohu cho hay do đã qua thời đỉnh cao cộng với việc sức khỏe giảm sút. Trịnh taxi sĩ gần đây lâm cảnh thất nghiệp, danh tiếng của anh hiện tại được nhận xét là ở dưới đáy của làng giải trí Hong Kong. Thu lao cũng chỉ tương đương với thu nhập của người lao động phổ thông bình thường. Trịnh Tắc Sĩ là nghệ sĩ kỳ cựu của đài truyền hình TVB và ATV. Anh được khán giả yêu mến với những vai diễn tràng mập khu khờ, đôn hậu và giàu nghĩa tình. Biến cố ập đến với nam diễn viên vào năm 1993 khi anh đầu tư tiền mở công ty điện ảnh cùng bạn bè và làm ăn thua lỗ. Tài tử thời thế tạo vương không chỉ tán ra bại sản mà còn gánh món nợ lên đến 20 triệu nhân dân tệ. Từ ngôi sao danh tiếng hàng đầu, trịnh rơi đáy của vực thẳm. Thậm chí, anh còn chấp nhận đóng phim cấp 3 để có tiền trả nợ, mãi đến khi được Lưu Đức Hoa giúp đỡ tác sĩ mới thoát khỏi sự cùng quẫn, mất hơn 10 năm bươn chảy. Đến nay nam diễn viên đã trả hết nợ nần và ổn định cuộc sống bên vợ và hai con.